Tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 Nam Mạng, năm 2022, thần tài mở kho phát lộc. Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, bước sang năm mới thì ai ai trong chúng ta cũng tò mò muốn tìm hiểu xem vận trình số phận của mình trong năm mới sẽ như thế nào, đặc biệt là với quý vị tuổi Kỷ Sửu Nam Mạng. Quý vị có muốn biết trong năm 2022 Nhâm Dần mình có được may mắn thuận lợi không ạ? Vừa thoát khỏi vận hạn Thái Tuế, bước sang năm 2022 Nhâm Dần, những gia chủ tuổi Kỷ Sửu cực kỳ may mắn, làm gì cũng thành công và thuận lợi, gia đạo thì hưng vượng bình an. Trong năm nay, quý vị là một trong số ít con giáp được mọi người kính nể và ghen tị vì những thành công của mình. Vốn dĩ là người thông minh, đôn hậu, có tấm lòng bác ái. Cuộc sống những năm trước đây gặp không ít trở ngại và sóng gió trong cuộc đời. Tuy vất vả là như vậy, nhưng tiền tài thu được chẳng có là bao. Hơn nữa, lại còn bao chuyện thị phi, tai tiếng bủa vây tất cả quý vị. Nhưng mà hãy quên điều đó đi, bởi vì bước sang năm 2022 Nhâm Dần, quý vị sẽ có một cuộc sống hết sức viên mãn và thành công. Cũng nhờ những nỗ lực trước đây mà bây giờ quý vị có thể hưởng thụ trái ngọt trong cuộc đời. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau vào phân tích cụ thể vận trình tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 Nam Mạng nhé. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Tổng quan vận mệnh tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 Nam Mệnh trong năm 2022. Thưa quý vị, gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu thường gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Gia chủ Nam Mệnh Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn, vì thế nghĩ suy và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu mực thước. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 là tinh thần trách nhiệm với công việc cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy nghĩ kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy, họ lại khá bảo thủ và truyền thống, quá cứng nhắc, không khéo léo xử lý, lại dễ nổi nóng nên mọi chuyện, dễ rơi vào tình thế không thể vãn hồi. Vận mệnh gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 cũng có lúc nở mặt nở mày với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền trung vận, tuổi già, được nhiều phước đức, con cái cũng nên danh. Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2022, Kỷ Sửu sinh năm 1949 Nam Mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao thổ tú, vận hạn ngũ mộ, hạn tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 Nam Mệnh không phạm tam tai. Hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu, rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi Sửu gặp Dần, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, tốt đẹp. Xét về mối quan hệ thiên can kỷ âm thổ gặp nhâm dương thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong năm nay cần phải chú ý lời ăn tiếng nói cẩn thận, những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt ảnh hưởng đến công việc để cho vận trình của năm được hanh thông thuận lợi. Và để hóa giải hạn thái tuế của năm, những gia chủ tuổi Kỷ Sửu hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế là vật phẩm chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Trong năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ tuổi Kỷ Sửu Nam Mệnh cần phải chú ý tháng Đinh Mùi, tháng 6 âm lịch, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 28 tháng 7 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ tuổi Kỷ Sửu, không thực hiện những công việc quan trọng trong tháng này. Xem sao chiếu mệnh vận hạn và cách hóa giải cho Kỷ Sửu sinh năm 1949 Nam Mệnh. Trong năm 2022, gia chủ Nam Mệnh Kỷ Sửu sinh năm 1949 gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, Thổ Tú hay còn gọi là Thổ Đức Châu Tinh Quân. Đây là sao xấu đối với cả nam và nữ cũng như là gia trạch, bởi vì sao Thổ Tú là sao xấu, chủ về tai nạn kiện tụng. Người bị sao này chiếu nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên, với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này.
hóa giải vận hạn sao Thổ Tú, làm lễ cúng giải hạn sao Thổ Tú. Đây là một tục lệ mang tính chất tâm linh và phổ biến. Hàng tháng, vào lúc 15 giờ đến 17 giờ ngày 19 âm lịch, gia chủ hãy tiến hành dâng sao cúng giải hạn, bởi đây là thời điểm sao Thổ Tú đăng viên chiếu sáng nhất. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần phải chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để lập bàn thờ cúng như hương hoa, tiền vàng, bài vị, phẩm oản, 5 ngọn đèn, rồi quay mặt về hướng chính Tây, lạy năm lạy mà cầu xin Trung ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân để cầu xin ban sự an lành, may mắn, giảm hạn xấu, tăng tài lộc, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời chủ về nhiều điều tốt đẹp? Sao Thổ Tú có ngũ hành là thổ, vì thế gia chủ nên dùng kim tiết. Hãy đeo trang sức đá quý màu trắng như thạch anh tóc trắng, kim cương và các đồ trang sức màu trắng khác. Gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949, năm mệnh, năm nay gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai, ngục hình. Tức là hạn này chủ về mất mát tiền của, nặng thì tán gia, bại sản, nhẹ thì chỉ mất một phần. Sự mất mát hao tổn của này còn khiến cho tinh thần của gia chủ đau xót, mất ăn mất ngủ, khiến tâm lý vô cùng bất an, buồn rầu. Người gặp phải hạn này chú ý tiền bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng dễ nhầm, hàng giả, hàng kém chất lượng và đôi lúc lòng tốt giúp đỡ người khác chẳng hạn như cho người khác mượn tiền thì đòi không được. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì ngũ mộ là một tiểu hạn chủ về tiền của. Để hóa giải hạn này, gia chủ cần phải chú ý những việc sau. Trong làm ăn kinh doanh cần phải kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng, nặng thì vướng vào vòng lao lý, tay bay vạ gió. Về tài sản, tiền nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh xa người lưu manh, lừa gạt. Luận tử vi Kỷ Sửu sinh năm 1949, năm mệnh theo tháng âm lịch năm 2022. Tháng 1, đón xuân cùng gia đạo đầu năm, gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, năm mệnh, có tình cảm của thành viên trong gia đình không được tốt. Tháng 2, tiền bạc của gia chủ tháng này có sự tiêu pha hao tán nhiều, bên cạnh đó sức khỏe không tốt, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Tháng 3, trong gia đình của gia chủ có người thân ở xa về trong tháng 3. Tháng 4, sức khỏe của gia chủ trong tháng 4 không được tốt, có thể bị ốm đau hoặc bệnh tật lâu ngày khó khỏi. Tháng 5, di chuyển xe cộ trong tháng 5 gia chủ nên hết sức cẩn trọng, trong nhà tháng này có thể có người bị ốm đau bệnh tật. Tháng 6, gia chủ có tin vui trong họ hàng, anh em bạn bè trong tháng này, đó có thể là việc hỷ tín cưới xin, cũng có thể là thêm người. Tháng 7, trong tháng này gia chủ chú ý cẩn thận di chuyển bên sông nước. Tháng 8, đây là tháng người sinh năm 1949, nam mạng, chú ý các vật sắc nhọn, dao kéo đâm phải hoặc chú ý đường tiêu hóa. Tháng 9, tháng này sức khỏe của gia chủ không được tốt. Tháng 10, di chuyển bên ngoài cần phải chú ý vì có dấu hiệu tai nạn bất ngờ đến với gia chủ. Tháng 11, có niềm vui lớn do người khác đưa tới. Tháng 12, trong tháng cuối năm, gia chủ đón nhiều tin vui trong anh em họ hàng nội tộc. Ngoài ra, có thể gặp được người mong muốn trong tháng này. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, năm mệnh, trong năm Nhâm Dần 2022. Về sức khỏe, năm Nhâm Dần 2022, người sinh năm 1949 đã bước qua độ tuổi thất thập cổ lai hy, nên đa số không còn phải quá lo lắng đến công việc trong gia đình cũng như xã hội. Điều bản mệnh cần quan tâm bây giờ đó là buông bỏ những gánh nặng để cho con cháu tự lo phần việc của nó, chứ bạn không nên quan tâm hoặc chỉ huy quá nhiều. Vì bản mệnh là người đã có tuổi nên sức khỏe đôi khi sẽ xuất hiện một vài vấn đề bất ổn, ví dụ như nhức mỏi xương khớp, chức năng gan thận suy yếu, hệ hô hấp giảm cũng như là bài tiết gặp vấn đề. Gia chủ nên có thái độ lạc quan khi phải đối diện với những vấn đề ấy, đồng thời chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tránh vận động quá sức khiến cho cơ thể mệt mỏi. Phong thủy lộc tài khuyên gia chủ, nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, nam mệnh.
Về tình cảm gia đạo, người sinh năm Kỷ Sửu 1949 giữ quan hệ khá tốt với mọi người xung quanh, với hàng xóm láng giềng, bản mệnh thường xuyên quan tâm giúp đỡ, nên khi có rắc rối gì xảy ra, bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Với con cháu trong nhà, bản mệnh là người bề trên mẫu mực, bạn cũng thường xuyên nhận được sự thăm hỏi của mọi người. Một số người vẫn được con cháu tin tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình. Vì có nhân duyên tốt, một số người đang sống một mình có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc của người khác giới. Bản mệnh có thể cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau, thăm hỏi lẫn nhau, giúp cho tinh thần thoải mái và tươi trẻ hơn. Gia chủ nên mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949. Vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây phong thủy Gia Cát vừa mới chia sẻ với quý vị về vận trình tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nam mệnh. Nhìn chung, ở độ tuổi của gia chủ công việc hay tài lộc cũng không còn quan trọng nữa. Điều gia chủ cần phải quan tâm, chú trọng đó chính là sức khỏe và gia đình. Trong năm Nhâm Dần, gia chủ cần chú ý tuyệt đối cẩn thận khi di chuyển, chân tay dễ bị tổn thương, cần phải giữ hòa vi quý các mối quan hệ, đặc biệt là lắng nghe ý kiến từ con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, vui vẻ tận hưởng tuổi già. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về lá số tử vi cho tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nam mệnh trong năm 2022. Chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà phong thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.